kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong bối cảnh hội nhập, chất lượng dân số cũng như trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các dân tộc không đồng đều nhau. Trong số các dân tộc rất ít người, cụ thể là dưới 10.000 người, có 5 dân tộc gồm Edo, Bro, Brahman, Sina và có số ít dân ít nhất dưới 1.000 người là dân tộc Bu Béo. Đây là những dân tộc có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn và bản sắc văn hóa đang bị phai nhạt nhanh chóng. Bảo vệ và phát triển các dân tộc ít người nhất ở nước ta là một trong những vấn đề đặc thù trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học đã dày công nghiên cứu về vấn đề này. Và Phó Viện trưởng Tiến sĩ Bùi Thị Bích Lan chính là người đã viết nên cuốn sách Một số vấn đề về phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay vào năm 2021. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống. Năm 2019, đề án bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc. Tiếp tục khẳng định, mặc dù được thụ hưởng đầy đủ các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhưng sự phát triển kinh tế xã hội của các dân tộc ít người hiện vẫn ở xuất phát điểm thấp, đời sống khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, tập quán sinh hoạt sản xuất lạc hậu, kéo theo sự gia tăng khoảng cách phát triển, khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Ở địa bàn cư trú của các dân tộc, diện tích đất sản xuất hạn chế, chất lượng xấu và điều kiện canh tác khó khăn, chủ yếu là nương núi đá, nương núi đất có độ dốc cao. Đất rừng lớn nhưng chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã tạo ra những tác động tiêu cực tới sản xuất và đời sống. Một số hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xuất hiện trong những năm gần đây như hạn hán, lũ lụt, mưa bão. Tập quán nuôi thả rông gây ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi và môi trường cư trú, dễ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Nguồn tôm cá ở các suối đã bị khai thác gần hết, nguồn nước bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt, nguồn khai thác vàng sa khoáng đã cạn kiệt. Về tình hình dân số, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết làm giảm chất lượng chống nòi, cụ thể là về thể chất, trí tuệ và cả tinh thần. Dịch vụ y tế chưa phát triển nên tỷ lệ mắc bệnh rất cao, phổ biến như lao, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, thương hàn, uốn ván, bú cổ, phụ khoa, suy dinh dưỡng. Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng cũng có sự tác động làm biến dạng, biến đổi giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông, lớp trẻ của các dân tộc này đã chịu ảnh hưởng từ làn sóng văn hóa mới một cách nhanh chóng, dẫn tới hệ quả là một số người trong giới trẻ đã vô tình lãng quên và rời xa văn hóa gốc. Giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam hiện nay. Nhìn chung, người dân ở 5 dân tộc này đang từng bước chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cơ cấu cây trồng vật nuôi để thích ứng với bối cảnh kinh tế xã hội mới. Giao lưu, hội nhập với nền kinh tế thị trường của cả nước là một xu thế tất yếu để phát triển. Nhưng trong xu thế đó, chúng ta thấy sự thích ứng và cả va chạm giữa nền kinh tế tự cung tự cấp với nền kinh tế thị trường. Do dân số ít, hạn chế về năng lực hội nhập, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, tỷ lệ đói nghèo vẫn ở mức cao, trình độ dân trí hạn chế, tình trạng di cư tự do diễn biến phức tạp, tồn tại nhiều tập quán sinh hoạt lạc hậu và có ít nguồn vốn trong sinh kế, nên sự thích ứng với các phương thức sản xuất mới ở các tộc người này đã không hề dễ dàng. Bên cạnh chuyển đổi ngành nghề, với sự hỗ trợ của nhà nước, trực tiếp là các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm của địa phương, đồng bào các dân tộc được nghiên cứu cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Chính sách dân tộc được ban hành nhằm thực hiện
triệt để quyền bình đẳng mọi mặt giữa các dân tộc, tạo những điều kiện cần thiết để xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các tộc rất ít người và các dân tộc còn lại. Đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp, làm cho tất cả các dân tộc đều có cuộc sống no ấm, hạnh phúc, phát triển về mọi mặt, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ và cùng làm chủ đất nước. Về việc bảo tồn giá trị văn hóa, di sản văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay là sự khẳng định vai trò và vị trí xứng đáng của nó trong đời sống xã hội hiện đại. Bảo tồn gắn với phát triển bền vững, nghĩa là cần đề cập vấn đề phát triển hướng tới con người, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sống, phát triển năng lực sáng tạo, cải thiện chất lượng của con người, thiết lập và củng cố các thiết chế văn hóa xã hội có lợi, tạo sự tham gia bình đẳng cho tất cả các cá nhân. Đó là phương thức đúng đắn nhất để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần đó, trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chính sách, chương trình, dự án nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và các dân tộc rất ít người nói riêng đã được triển khai. Qua đó, đời sống kinh tế xã hội của các dân tộc rất ít người đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng dân số từng bước được nâng lên, đời sống vật chất ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, hệ thống giáo dục y tế được nâng cấp, tình hình chính trị trật tự xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, không ít những thách thức vẫn đang đặt ra. Năm 2012, báo cáo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về thực trạng đời sống và việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đối với các dân tộc rất ít người cho biết, do hệ thống các chính sách hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, vừa thiếu đồng bộ, một số chính sách chưa tập trung giải quyết các mục tiêu căn bản nhất, phù hợp đối với từng nhóm dân tộc rất ít người, thiếu tập trung lồng ghép các nguồn lực, chính sách đầu tư mang tính bình quân, mức đầu tư thấp và chưa phù hợp thực tế, nên đời sống của đồng bào các dân tộc rất ít người vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc sống của họ có nâng lên, nhưng các sinh hoạt văn hóa, bản sắc văn hóa đang phai nhạt rất nhanh. Việc phát triển kinh tế cải thiện điều kiện sống chỉ đáp ứng nhu cầu của con người về mặt sinh học, tạo cho con người một thể chất tốt, gen di truyền sinh học. Nhưng để con người sống hài hòa với thiên nhiên và xã hội, có thể lao động sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng và nhân loại, thì nhất thiết phải duy trì, nuôi dưỡng, gen di truyền văn hóa. Và các di sản văn hóa hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực sáng tạo, sự phong phú, đa dạng trong đời sống tinh thần của con người. Do đó, việc tạo lập sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đòi hỏi tính đồng bộ, nghĩa là phải đưa ra các cơ chế, chính sách, các điều kiện liên kết, các giải pháp có khả năng tác động, thúc đẩy lẫn nhau hướng đến các mục tiêu chung. Các dân tộc rất ít người ở nước ta do cư trú chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nên chưa đón nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà khoa học. Một công trình tổng quan chung về các dân tộc này hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa trong bối cảnh hầu hết các công trình đã công bố về họ đa phần chỉ là những nghiên cứu riêng lẻ của từng dân tộc. Qua việc sâu chuỗi, kết nối, so sánh, tổng kết, các công trình đã công bố và kết quả khảo sát của nhóm tác giả, hy vọng nghiên cứu này sẽ cung cấp cho người đọc một bức tranh tương đối bao quát toàn diện về biến đổi kinh tế xã hội, xác định những vấn đề đặt ra, gợi ý và đề xuất một số chính sách đặc thù. Cuốn sách này là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học một số vấn đề kinh tế xã hội của các dân tộc có dân số rất ít ở Việt Nam hiện nay. Viện Dân tộc học là cơ quan chủ trì. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Một số vấn đề về phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube
truyền hình Tây Ninh phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.